trở lại với bản tin từ nhà ra ngõ showbiz. Ngày hôm nay là một bản tin vô cùng đặc biệt. Hãy cùng đón xem nhé. Hiện tại, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh cặp đôi Thiên Minh và Quang Đại bước ra từ trong khách sạn. Theo như những gì người chụp mô tả lại thì cả hai đều có những cử chỉ khá thân mật. Nội dung đã chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội như sau. Nay tôi đang làm trong cửa hàng thì thấy Quang Đại và Thiên Minh trước cửa khách sạn các bạn ạ. Hà Nội mới vào lạnh thôi mà hai anh đứng ôm nhau và hôn nhau trông hạnh phúc lắm. Thêm một chi tiết nữa là cả hai đang cùng check-in ở Hà Nội và cùng mặc chiếc áo đen tương tự như trong bức ảnh bị chụp lén. Quang Đại được khá nhiều bạn trẻ yêu thích trong vai trò ông chú tư vấn tình cảm, chuyên có những bài viết sâu deep chạm đến tâm tình của chị em, vừa đẹp trai, tài hoa lại còn lịch thiệp, kinh doanh giỏi. Tuy nhiên, từ ngày nổi tiếng tới giờ, anh chàng lại chưa hề dính thị phi yêu đương với bất kỳ người con gái nào mà chỉ mãi thân thiết, gắn bó như hình với bóng với Thiên Minh. Tất nhiên, dù cho mối quan hệ của hai trai đẹp là gì đi nữa, thì Quang Đại, Thiên Minh vẫn luôn là cặp bạn thân nhận được không ít sự chú ý và tình cảm từ cư dân mạng. Không chỉ vậy, trước đây, cặp đôi này cũng đã từng bị các fan chỉ ra một loạt bằng chứng cho thấy cả hai đang hẹn hò. Như trong chuyến du lịch Huế cách đây vài tháng, Quang Đại và Thiên Minh đã cùng đăng ảnh trên Instagram với những địa điểm y hệt nhau và cùng một khoảng thời gian. Không chỉ chuyến đi Huế này mới làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò, Thiên Minh và Quang Đại cũng đã xuất hiện trong rất nhiều tấm ảnh chung và check-in cùng một địa điểm từ Việt Nam sang đến Mỹ và rất nhiều nơi khác. Thậm chí trong quá khứ, Thiên Minh và Quang Đại cũng đã từng dính tin đồn hẹn hò rồi chia tay và hiện tại dường như đã quay lại. Câu hỏi mà cư dân mạng đặt ra bây giờ là liệu tin đồn hẹn hò chia tay rồi yêu lại từ đầu kia có đúng hay không? Hay họ chỉ đơn thuần là những anh bạn thân có chung sở thích? Vừa rồi là tin tức showbiz hot nhất ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe cho kênh Vietnamnet để cập nhật những tin tức showbiz mới nhất nhé!